À, quý vị và các bạn thân mến, sau một quãng đường dài thì tôi đã cùng với em Minh vừa gặp nhau ở dọc đường thôi, thì biết tên là em Minh, thì nhà em Minh ở đây là nhà cao nhất ở trong cái ngọn núi này đây nhá. Xin mời anh em cùng vào nhà Minh để thăm nhà Minh nhá. Cao quá. Vào nhà Minh này. À, đây. À Ngô, vâng vâng. Dạ, à dạ. Anh đang bóc ngô à? À, làm giống à, chuẩn bị trồng. Thế cả nhà đi đâu hết rồi? Vợ đi lại đưa con đi tiêm. Đi tiêm à? Cháu bị làm sao? Cháu còn non thì nó đi tiêm vaccine à, đấy. À, tiêm vaccine à? Thế có, em không hút, em không. Anh thì được mấy cháu? Đông lắm, 6 cháu. À, 6 cháu à? Minh là cả. Thằng này là Bình. À, là Bình. Việt. À, thằng Việt, Việt, Việt chứ nhỉ? Việt là con trai cả, nhưng mà con hai đứa con gái cả thì đi lấy chồng rồi. 4 đứa con trai còn 3 đứa nhỏ. Thế là Việt thứ Việt là thứ mấy? Thứ ba. Việt là thứ ba. Ờ. Con trai coi như là hai con gái cả. Nha. Yeah. Đúng à, lấy chồng ở tận đâu? Có một đứa đi lấy trên quận Bạ Ca Má thôi, có một đứa thì lấy ở chỗ Quyết Tiến Khâu Bông này. À thế à? Thế là Việt là thứ ba. Vâng. Dưới Việt là còn 3 đứa nữa. Còn 3 đứa. Đâu đi đâu hết rồi? Đi qua đây có một đứa đi chăn bò. À thế à? À thế à? Việt thế Việt còn học không? Không, không học không. Ô thế á? Bò thì thế á? Thế bây giờ đi làm à? Đi làm dưới quán Bầm Bè Hà Giang nhưng mà không được, mỗi tháng nào cũng 3 triệu. Thế à? Thế Việt thế bây giờ đang tạm ở nhà. Tạm nhà vài hôm nữa đi làm. À thế à? Thế chị thì anh sinh năm bao nhiêu? 80. 80 á? À? À thế à? Thế anh hơn em có 7 tuổi. Dạ. Vâng, em 87. Dạ. Thế em còn trẻ. Vâng. Em quê đâu? Em ở Hà Giang. Hà Giang. Vâng. Đây nhà của Việt nhá. À quên mất anh tên là gì nhỉ? Trương Thiện Thế. Anh Thế à? À. Trương Thiện Thế á? Tiện Thế. Trương Tiện Thế à à. Đây. Đây. Thì đi đăng lên về đây là nhà của anh Thế. Là cháu bị sần lợn xong là à thế à? Đổ hết. À thế à? Của tháng 5 ấy, mưa to vài ngày thế à? Thế là gần Tà Ly quá đúng không? À đây anh ngôi nhà cũng nằm ở trên rất là cao. Vâng. Thế sao anh không xuống ở thấp hơn? Đường đi xa quá. Dưới không có đất, không có tiền đi mua. À, này. Vừa cục chân này đi làm thuê trả ai mua? Đâu? Trả ai lấy? Ô thế à? Ừ. Ô em không để ý, em xin lỗi. Anh bị sao đấy? Bị đá kẹt. Đâu em cho anh cho sao nào? Đá kẹt á? Đá kẹt xong đi bệnh viện cắt. À thì là lâu chưa? À, hơn chục năm. À, chục năm ở khổ khăn. À, thưa các bạn. À, anh ấy. Thế ở trên này là dùng điện nước à? Điện nước à. À. Trên này dùng điện nước thôi gì? Vâng, điện nước thôi. Ừ, thế anh đi làm đá như thế nào mà anh bị nó đẹp à? Đi trò ngô xong rồi giấm đá lập kẹp. Trên nương mình à? Ừ. Ở đoạn nào? Này. À đây à? Vâng. À, chục năm nay rồi. Thế từ lúc thằng Việt sinh ra? 2010. Thế lúc từ lúc Việt sinh ra. Đây à? Đây con này à? Đây con trai thứ 3. Thứ 3. Học lớp mấy con? Học lớp 5 à? Học ở 10 tuổi. Ở đây à? Dưới 25. Học có 25 dưới Bắc Trung. Ồ, học ở chỗ Tít Thịnh á? Vâng, trên kia. Ôi giời, thế thì cuối tuần lại đi đón à?
Ừ, cuối tuần lại đi đoán thứ sáu. Viện đang đi đoán. Việt ra đây ngồi. Đang làm gì? Có bận làm gì không? Em tham quan nhà tí nhá. Đây. À thế à? Anh Thế thì đang ở nhà đang bóc ngô để cho làm giống cho vụ mới. Nhà anh Thế thì quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đằng sau cái tà lui rất là cao, ở trên này là núi cao rồi. Thì anh Thế vừa bảo đây, cái này tường nhà này đang tạm bợ. Thế mùa đông vừa rồi chả lạnh lắm à anh? Lạnh lắm đấy. Bị sập phải tà lui đằng sau. Ở đây. Ui cái tà lui cao lắm anh ơi. Mày. Anh em nhìn thấy hoàn cảnh rất là hoàn cảnh luôn. Nhà ngôi nhà cao. Tường nhà vừa qua cái mùa đông mà ở trên này thì lạnh lắm. Mùa đông vừa rồi. Đây là gì đây mền mén à? À, bột ngô đây. Mền mén. Bột ngô. Cái này phải cẩn thận đấy, nó mốc đấy. Nhà chỉnh tường nhưng mà tường đằng sau thì đợt mưa vừa rồi thì đã làm cho nhà anh Thế đã bị sập. Đây, bếp. Điện, cái điện này thì làm cái điện nước ở tận đâu? Anh Thế. Tầm cây số. Hả? Tầm một cây số dưới tít, À thế à? Nó có nước đều à? Nhà anh Thế thì có 6 đứa con. Hai đứa cả thì đã đi lấy chồng. Và còn 4 đứa còn lại thì Việt thì là mười mấy nhỉ? 15 16. 16 tuổi à? Bỏ từ lớp 6 à? Vâng. Để năm 2007. Thế là đến mùa mưa này cũng phải cẩn thận đấy cái chỗ bên này anh ạ. Vâng. Nếu mà được thì phải san ra đi. Vâng. San ra trước mùa mưa đi. Em thấy nó ấy quá. Đây này. Thế anh định chuyển nhà đi chỗ nào nếu có điều kiện? À thế à? Em thử xem bên ngoài nó có rộng hơn không? Có chó không anh? Đây vẫn có cái tường. Ai giờ cái tà ly rất cao. Ra bên này thì nếu anh san được chỗ bên này thì chắc chắn sẽ đây, cái tòa ly này đã sạt vào nhà anh ấy. Xem cây của nó. À thế à? Em có hay xem canh của nó? Có. Vừa đi khó khăn nhờ anh đi. Làm được cái đường nó rộng ra một tí thì nó đỡ khổ. Chưa khó đi lắm. Có chú phen nó lên làm con đường này bây giờ đi đỡ hơn rồi.
Thế là đã bao giờ anh lên đến thăm thăm hai hai đứa con gái anh chưa? Có. À thì à. Đi mà đứa con trai nó tới xem xe máy đèo đi. À thì à. À. Cái này thì nếu mà chuyển được thì tốt, không chuyển được thì là phải vẫn phải ấy lên đấy. Không là mùa mưa là nó vào nhà rồi. Gặp bằng viên xin chạy à? Thì không gặp ở dưới cái đoạn đoạn mà qua cầu rồi, qua cái chỗ dưới tít dưới kia cơ, không phải trên này đâu. Vâng. Ủa đi em lần đầu đi tiên đi cao thế này. Vâng. Cao mà nó bé đây. Vâng. Từ đây xuống đường cái vậy cao phải gần 700-800 mét. Ừ. 700-800 mét không hết đâu, con này phải hơn nếu mà đường thẳng á, đường nếu thẳng thẳng xuống á, phải hơn hai phần phải đến 2 cây. Ừ. 2000 trên này. Cao vút thế này. Thế là nhà anh thì ông bà thì ở đâu? Đó. Ông bà anh bố mẹ trước vẫn để đây mà vẫn sinh ra đây mà. Thế ông bà đâu rồi? Ông chết rồi, còn bà thì ở với chú. À thì ạ, à, ở cái khóm bên kia. Ở ngay chỗ cái nhà bên này đấy. À nè. Việt rất là đẹp trai nhá nhỉ. Thế em làm ở dưới Hà Giang được bao nhiêu tháng? Gần một năm nhưng mà chỉ một tháng là 3 triệu. Thế à? Cháu nó vừa làm vừa về thì vừa về đèo cát đèo si về đủ cái con đường này đấy. À tức là trước cháu làm ở cửa hàng nào nhà hàng nào? Trước cháu làm trên nhà hàng Xuân Hải vịt cái bông. À làm trên Xuân Hải ở dốc Mặt Tin kìa. Thế là làm được một năm à? Gần một năm đi làm. Vừa đi làm vừa về với đèo cát đèo sỏi về làm con đường này nữa. À thế là mình tự đèo về hay là cả làng người ta làm? Cả làm ấy. À thì là việc là lớn nhất là việc phải góp công đúng không? Vâng. Bố thì không đi làm được. Ồ đúng rồi. Bố thì không làm được rồi. Thế là việc thế là từ Tết đến giờ thì cháu đang ở nhà thôi gì? Ở nhà đang chuẩn bị mà đi tìm việc làm để làm chút kinh tế quá thì biết đi làm chỗ nào. À. Nhưng mà chưa đủ tuổi thì làm công ty chưa đủ tuổi. Đúng rồi. Việt sinh năm bao nhiêu nhỉ? 2007. 2007 đúng rồi, chưa đủ tuổi đi nhỉ. Ừ. Thế là bây giờ thành lao động chính của gia đình. Vâng. Làm ở nhờ xem ai có công việc làm thì nhờ họ giúp đưa nó đi làm chỗ được tháng tầm khoảng 4-5 triệu. Vâng, nhưng mà vấn đề là Việt chưa đủ tuổi cái gì sợ là vẫn đi làm bưng bê cho nhà hàng thôi. À, bưng bê chắc được. Ừ. Bởi vì là bây giờ là phải đủ tuổi. Ừ, thằng bảo không có 2007 thì bây giờ năm nay có 16 tuổi. Ừ. Rồi ôi 16 tuổi em đã thành lao động chính của gia đình. Mấy năm rồi? Cháu làm đi làm mấy năm rồi? Năm ngoái đi làm thôi. Thế à? Đấy. Vào đây. Chào em. Nhà nước. Đang đun lửa. Cháu, lúc nãy cháu bảo là cháu tên là gì nhỉ? Bình. À, cháu Bình đúng không? Vâng. À, này, Bình đang nấu cơm. Bình là đang học lớp 6 nhỉ? Lớp 5. À lớp 5 hả con? Lớp 5 là 11 tuổi đúng không? Bình là con thứ
con thứ năm đúng không? Cháu là thứ năm đúng không? À, sau hai chị và anh Việt. Xong đến Bình luôn không? Còn một đứa. À, còn một đứa nữa à? Con trai con gái? Em, chị của con này. Con trai. Con trai à? Anh Việt xong đến cháu à? Vẫn một anh nữa. Mà anh đấy đi đâu rồi? Đi chăn trâu. À, đi chăn trâu à. Thế mối ở nhà thì mối Bình là đi học à? Con hai. À, anh đi chăn trâu kìa. Học lớp mấy? Học lớp 7 à? Tuổi ăn tuổi chơi nhưng mà vẫn phụ giúp bố mẹ nha. Đây là Việt. Thế là trước Việt học là học ở chỗ nào? Cháu học ở dưới chợ Mỹ Tân. Chỗ chạm dừng chân nhá. Chỗ mà cây 23 kìa. À. Thế là bỏ được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Hai năm á? Ồ, khổ thân. Hai năm, thế là một năm đi làm. Làm thì ở đấy thì họ trả lương bao nhiêu một tháng nhỉ? À, một tháng đấy là một tháng 3 triệu. Đi 1-2 năm là họ trả 4 triệu. À. Thế là làm được 2 tháng à? Làm được 2-3 tháng. 2-3 tháng à? À. Về thì không được. Bởi vì là cháu, như bố nói thì cháu lại hay nghỉ đúng không? À. Thế là ở dưới Hà Giang thì cháu ở thuê hay là cháu ở nhà hàng đấy luôn? Cháu ở nhà hàng đấy luôn. À, thì họ có chỗ ở à? Nước này là dẫn ở đâu về cháu? Ở chỗ kia, trên góc cây tre. À, nè. Quý vị và các bạn, đây là ngôi nhà cao nhất rồi. Đi trên này thì đi rất là khó đấy. Thì nó mới sạt từ đợt vừa rồi thôi gì? Đợt vừa rồi tháng 5 ấy. À. Mưa được 5-6 ngày kia đấy. Anh đợt thì sẽ đi vào trong xem nào. Hôm nay cái tỏa ly này nó cũng lớn lắm đấy, không phải đơn giản đâu. Cặp xuống là cạn mái cũng hỏng hết, cạn tường không hết. Cái này bây giờ nếu cái này nó có chát đâu, giờ sắt dưới xuống rồi. Đây đây, đây đó. Ừ nhờ. Ồ, cái này thì này nó đang khô mà nó gặp nước thì... Này, gặp nước là đổ luôn. Ôi dồi ôi, đấy. Ô, cái này nó bở rồi. Đất nó sập từ trên xuống đập vào nó bở hết. Đây, bây giờ là em đang lo cái chỗ này này. Chỗ này này. Chỗ này này. Chỗ này mà ấy xuống thì nó lại vào đúng chính giữa nhà anh luôn. Hôm nọ nó mới bên này thôi đúng không? Mỗi bên là từ chỗ này sang đây. Đúng rồi. Đây nó đây giữa nhà luôn đấy. Vâng. Mà lại chỗ đấy chỗ ngủ nữa nhá. Vâng.
Đợt trước là có chỗ làm chống ngủ ở đây không? Có một cái giường ở chỗ tam chê kia. Ô, thế đợt này đừng làm nha. Vâng. Này chiều nay chiều gì nó cũng xuống. Vâng. Không phải đơn giản đâu. Cái này tường nó xuống tận dưới kia mà. À. Nó đập xuống. Trước là ở bên trên này. Ừ, đây là anh si à, anh lấy cái si chắt lên đấy chứ. Chắc si trong là mưa nó không vào tường ấy. Ừ. Đất sập xuống thì cái chỗ này đoạn bên trên này đã lốm. Lố vào trong rồi. Chân tường. Thế cái tường của anh là cũng không chắc rồi. Không chắc rồi. Đây cái tường nhà của tường nhà của anh thế đây. Đang rất là tạm bỡ nha. Ly thì rất là cao, sát quá. Thôi kệ nó. Đi lại rất là khó khăn. Làm thì khả năng anh thì không làm được rồi. Bây giờ. Nếu muốn làm thì làm cái nhà thì làm cái mới thì làm. À, ý anh định làm bên này gì? Chỗ này gì? Chỗ này thì đúng rồi. Anh thế thì để mình phải. Đào, thế thì cái này thì máy xúc thì không lên được. Đấy, chỉ đào bằng tay rồi. Bằng sức người thôi. Đấy, thì phải cái này thì này, chỗ này là đất, vẫn là đất mượn. Chẳng qua từ chỗ này đi vào đây mới là đất thịt đúng không? Vâng. Trước đây cái này là cái gì? Vẫn nhà. Cái nhà này bỏ đi à? Nhà này trước cao quá, nó tóc máy thì mình lùi vào trong này để. À, trước đây là ở bên này rồi. Ở bên này. Xong là đã lùi vào bên trong rồi. Vâng. Trước là bên này nhà này cao hơn 5 mét thì gió hay tốc máy. À, chỗ này gió. Làm cao đang có 4 mét. Thì cho nó đỡ gió. Vâng. Sau đó thì chuyển sang bên kia thì lại trúng luôn cái tường cao quá đúng không? Vâng. Tà lui cao quá. Vâng. Thế cái nhà anh này làm bao năm rồi? Năm 2017 mới làm cái này. 2017 ấy, thế được có 6 năm. Còn cái nhà bên này thì năm 2010. Thế nó đang ở bên này thì sao lại chuyển sang bên này? Ừ. Thế nó đang ở bên này sao chuyển vào trong đấy làm gì? Đang ở bên này thì cái nhà bên này cao quá. À. Nóc nó cao quá, nóc 5m2 cơ mà. Ừ. Thì gió hay tóc máy thì mình lùi vào trong này mình làm thấp thì lại bị ta ly nó cao quá. Lúc làm thì không để ý đúng không? Vâng. Bây giờ nếu làm bên này thì phải làm cao 4 mét. Chỗ này 4 mét thôi đúng không? Chỗ này. Chỗ này tòa ly đây này. Ừ. Chỗ này tòa ly này nó không cao. Không cao nhưng mà ngay được. Bây giờ làm thì làm phải tháo cái tường lợn này. Tháo đi nè, xong lại phải cao. Cũng phải san chỗ kia. San đừng anh đừng san dốc thế nữa mà san vát vát thôi. Ừ. Cái trên cao kia nó đen xì kia là bị cháy à? Chỗ này bên này rộng hơn đấy. À, bên này chỗ nhà cũ của anh nhà mới chỗ anh đang ở là rộng hơn. Vâng. Nhưng mà nếu mà sau này làm thì em bảo này, mình sẽ thiết kế làm sao mà đừng đào đất nữa mà mình cái tả lui nó đang thế thì mình làm cái tường xong là gắn vào với kia bên dưới thì mình dưới nhà này mình vẫn để làm cái ấy, còn cái đấy thì mình làm cao lên. Vâng. Làm theo cái bám theo cái đồi núi này này. Vâng. Chứ cái cào này nó dốc quá, chỗ này đằng sau nó lại tạo thành cái tường này. Vâng. Này, nhìn rất là đẹp ở chỗ này nhưng mà cái đất này nó không ấy đâu, nó không giữ. Vâng. Này, nhìn toàn là sỏi lẫn này.
cao thật đây. Đây, nhìn xuống dưới kia bật tí. Ơ, Việt nó đi đâu ấy? À, Việt đi đón mẹ. À, à thế à? À, nhưng mà đi đón nó lại đèo nữa. Ôi dồi ôi. Bây giờ có cái con đường để mà xe cộ đi lại thì cũng được rồi. Cái phèn nó làm được. Nó thành đoạn, thành đoạn. Thành đoạn thì cũng đỡ được. Cái phèn nó làm được đoạn bên này và trong gần trong này rồi thì vẫn đi đỡ hơn trước. Trước đi như đường trâu thôi. Nhưng bây giờ mình cứ phải cố gắng thôi. Vâng. Cố gắng làm ăn thôi, tăng gia phát triển. Hai con mà. Còn vài tiền nhà nước mua mà có tiền mua. Thế giả chưa? Giả hết chưa? Chưa. À. Hai con bỏ cái à? Hai con đều cái. À, đều cái được rồi thì nó sẽ đẻ đấy. Chỗ này gió đấy. Mùa đông thì nó gió nhiều không anh? Mùa đông thì gió vẫn như này thôi. Như này nhưng mà lạnh đúng không? À, lạnh. Phong lan này thì nhiều phết này con lại phong lan này. Vâng. Nó đi nhụ về trồng chơi. À, có ra hoa không? Có chứ. À thế à? Này hoa không đẹp mấy. Hoa vàng thôi. Nhiều phong lan. Còn có giá là loại này. À, loại này là loại gì? Lan má kiều gì. À, được. Nó có hai lá này như là như đầu kiều ấy. Đầu kiều. À, lan má kiều. Lan má kiều. Ờ, cái loại là nó ở cao không hay là mặt đá lên trên thác đá này. À, nhưng mà ở thác đá đúng không? Vâng. Đây có một cái cây gì ở trên này, lan gì với lại lẫn vào đây. Lan. Cái đà. Cái đà. Nó khác mọc, thực sự mọc. À nha. Các bác sưu tập lan thì có gì thì ủng hộ anh Thế nhá. Đấy. Rất nhiều lan luôn. Nhưng anh em nào thì ấy thì đây. Đây đây, tím này, lan tím này. Lan tím. Nhưng mà loại kia không phải loại chính hãng, loại này mới là loại. À. Dẻo mềm. Mềm à. À, tím đúng không? Loại này loại tím. Và hoa nó tím. Đấy. Bao nhiêu tiền giỏ này? Không biết. À, mua trời. Không, nếu mà định giá được thì tốt đấy. Thì về sau anh em nào muốn chơi lan, biết chơi lan ấy thì ủng hộ anh Thế nhá. Anh Thế thì điều kiện cũng rất là khó khăn. Nếu mà anh em mà các bác mà yêu thích thì đây lên xem tận nơi để ủng hộ anh ấy. Nấu mèn mén hay nấu cơm con? Hả? À, lấy nước à? Nấu cơm hết rồi gì? À.
cho một đứa ở nhà anh đi, đứa con trai cả đi làm con rể liền rể. Đấy anh hay đấy, cho nó đi liền rể. Việt đẹp trai đấy, Việt đi đón mẹ này, đẹp trai đấy, đúng rồi, hai ông biết đâu lại thành thông gia nhá. Nhè, đứa gái mình vừa mới đang học lớp 7 rồi. Việt thì nếu học thì lớp 6 bỏ. Học nếu mà Việt học thì học lớp 8 rồi đấy. Lớp 9 rồi. Đấy. 2007. 2007. Nếu mà học thì lớp 9 rồi. Học 2 năm lớp 6 rồi bỏ. Mời khán giả uống nước nha. Nước. Khán giả đây. Phan Bang, Phú Mời Bang. Các bác, các cô chú uống nước. Đây. Đây anh Thế. Anh Thế rất là đẹp trai đấy. 80 nhưng mà đẻ đông quá, không đẻ thì bảo. Thế là anh đẻ đứa thứ mấy thì anh chân anh bị cụt. Đẻ đúng thằng Việt đẻ đúng từ thằng Việt bị mất chân. À Việt đang có 2 tuổi. Thế à. Thế là trước nếu mà anh không anh có đi làm gì không? Không, nhà nữa mà. À nhà thế. Làm nương. Đấy. Cuộc sống con người cũng khó. Mình có chai gì treo trên kia. Trước bà đi lấy ở dưới chợ lên bảo là lấy về, sau này thằng Việt lấy vợ thì được chai đông rượu gì mà chai nhựa bây giờ đầy. À đâu? Trên kia. À bây giờ dùng tức là cứ phải đi lấy vợ là được cái chai kia à? Mới mâm 2 chai. À đồng rượu à? Đồng rượu. À chứ không phải làm lễ gì đâu đúng không? Không, không phải đâu. Bà lấy về để đấy. Năm nào mình có điều kiện này. Việt rồi. Có vợ tổ chức bữa cơm này lại có mâm đi. Mới mâm 2 cái chai nhưng mà không chắc không có bố như thế này thì không tổ chức được thôi. Phải cố gắng nó đến lúc nó ấy thì sao? Nó bảo hả? Mất cho tỷ chu cột cho bát học. Thật ra ở trên này thì cũng đẹp đấy nhưng mà hơi cao với cái chê mỗi cái tà ly của nó. Vâng. Nguy hiểm quá thôi. Trong này thì vẫn còn một gác lên nữa à? Vâng. Ở đây xem nào. Trên đấy xem có di sản gì không? Chả có đâu, ngu cũng không có. Cầu thang ngô để ít giống mà mình để như ngày xưa các cụ già để ngô trên gác thì bị con chuột ăn hết ngoài hết. Mình bây giờ mình tế hết, mình cho vào bao tải được là không có chuột. À có cái giống hạt đậu nho nhe đúng không? Vâng. Để cẩn thận không là chỗ này sợ chuột ăn không? Không, không có ngô là chuột không vào đâu. À thế à? Ngô mình đường vào bao tải hết rồi. À, anh để đâu? Để bao tải. Bao tải nhưng mà anh để đâu? Còn 2 bao ở đây. Thế là hết rồi à? Ít thôi. Thế à? Thế phải mua à? Một mình vào làm thì phải ít, làm ít. Đâu? 2 bao của anh đâu? Đây này, trên này gác này. À đây à? Đây. Bên này. Bây giờ đang... À, té rồi gì? Té rồi. Làm thế mà không có chuột ăn. À đây, quý vị và các bạn nha, nhà anh Thế hiện tại là chưa hết Tết đâu nhưng mà chỉ còn 2 bao ngô hạt. Vâng. Đây, anh cất này, 2 bao này thì chắc cũng được 3 tháng chứ mấy. Cho cả gà nữa. Thế thì phải mua rồi. Mua thêm mà. Thế cái giống này thì anh để đâu? Ngô này này. Giống kia để ít để làm giống rồi. Nhưng mà anh để đâu được? Hết chỗ kia. Móc vài hôm này trồng. Có lại sạp không? Điện hơi yếu. Tháo cái bóng đi. Tắt một bóng thì điện nó mới đụng.
chiều đi quay bên tỉnh, không có điện quay. Mà không hoa quay chuyến nhỉ. Quay xong rồi nha, nằm tí, cả đêm qua, hôm qua mình bắt quang. Thế à? Hôm qua cũng đi quay nhà dân bắt quang. Ừ. Sao tại sao? Mới cho họ chú cầu để chạm mất chú cho họ những gì tôi đã em học cho lần phó hôm nay vẫn là anh vẫn là dân tộc đấy nhỉ, kia người Kinh, người Kinh, còn em là dân tộc Tài. Tài Bắc Quang hay là Tài quận Bạ? Tài Hà Giang. Hà Giang. Nhưng mà Tài Mắc Xum này nó nói tiếng nó khác khác nhỉ? Nó là Tài Đen. Ừ. Tài Đâm. Tài Nung. Ừ. Ủa Việt đi đón tận đâu xa thế em anh? Dưới 23 mà. Dưới chợ. Ồ thế à? Ừ. Sao đèo được 3 nhỉ? Anh à, em thấy nguy hiểm lắm, lúc đấy biết thế mình đi cùng. Không, nó đi, nó vẫn đèo cả hai vợ chồng người già mình. Thế á? Ừ. Cái đường khó đấy mà đi. Chơi được. Kiểu đi quen rồi. Lái quen rồi, không rồi. Ai băng ở đây thì không ai cấp được rồi. Thế. Ồ. Đường đi lúc đấy em đi về quá. Ừ. Một ngày anh hút bao nhiêu, tầm khoảng bao nhiêu điếu thuốc lào? Một ngày á? Một ngày, trung bình. Một ngày ít nhất tầm khoảng 30 điếu. 30 điếu. 10 à. Chuyến mới lần hút 3 điếu. Ừ, mỗi lần ngày. Là hút. Ừ. Thì mỗi ngày anh phải... Ê, thế thì hơn. Làm gì một ngày anh phải hút hơn 10 lần. Thế thì phải hơn tầm khoảng 40 điếu đấy. 43 điếu. Nhưng mà cứ buồn buồn lại ra vào đúng không? Đúng em rồi. Hiểu cái kiểu... Thế này có chỗ nào để mở rộng không? Có đấy. Đây à? Tháo pin. Ý anh là như nào? Dốc vào. Tiêm đây. À đây con đi tiêm à? À đây vợ anh Thế đây đúng không ạ? À thế là hôm nay hai anh em lên chơi, thế là à. Lại xin gia đình bữa cơm trưa nhá. Thế con bị làm sao mà đem đi tiêm? Đi tiêm hàng tháng. Tiêm vaccine. À hả? Tiêm hàng tháng. Vaccine hàng tháng. Rồi. Đâu xem nào em bé xem nào. Xem em bé nào. Thế là tiêm tận đâu chọn sạm xã hả chị? Dậy chưa hay là đang ngủ? Đang ngủ. Ồ đang ngủ thế đấy, cho ngủ đấy luôn đi. Đây đồ để em cất cái đồ này đi. Đấy, đấy. Không, đấy. Đây, trời ơi, trộm vía. Ô, em bé. Ê, trộm vía đáng yêu thế nhỉ. Đây. Ô, được mấy tháng tuổi rồi? Đang được một tháng. Đang đầy tháng rồi. Đầy tháng. Được 30 ngày cho ông bà ông qua. Chào con. À dậy rồi. Chú chào con. Mở ra. Rồi, đi tiêm có khóc không? Rồi. Rồi mở mắt rồi. Đây. Đẹp. Con gái chứ nhỉ? Con trai. À con trai à? Thế là con trai, hai con gái. Đây, ôi rồi ngáp, tên là gì đây? Mẹ nó đang đi thay ở dưới. Nhưng là tên là gì tên nhỉ? Hả? Bằng. À, chú mừng tuổi con nha, hay ăn chồng lớn. Nha, ngoan hay chồng, ăn chồng lớn nha. Rồi, trời ơi, đáng yêu quá. Thả cái chân nó ra. Ừ, nhà đang ngoài chất. Cho nó, cái tháng là mình phải. Cái chân nó ra. Ừ.
Rồi, đợt người cho. Mông này nó có một cái này hay nhá ông Phúc Bang nhá. À. Ví dụ như chị này vừa mới đẻ, em này vừa mới đẻ đi, hai vợ chồng này vừa mới đẻ. Ví dụ chú vào gặp cái là chú có thể chú buộc một sợi dây chỉ vào tay để nhận làm con nuôi luôn. À đấy là về người Mông nhá, nhất hay ở chỗ đấy. Thế là ba đủ ba sáng là ăn bữa cơm đó. Ăn cái tên nó, tên dân tộc mình. Còn tên theo người Kinh thì nó lại khác. Này là nhận luôn con nuôi đấy đấy, đấy. Đấy. Kiểu này. Người Mông mình. À tay có nắm tay thẳng ra nào, tay thẳng ra. Tay thẳng thẳng ra đừng thẳng nữa xem nào. À bị cong tay. Trời ơi mẹ bị cong tay rồi. Có hiện tượng là teo tay nhỉ. À, chú xem bên này nè. Có đau không? Bình thường có đau không? Không à. Thế cháu lớp mấy rồi? Lớp 7. Lớp 7 à? Ồ, chân cũng cong đúng không? Đi 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 một vòng cho chú xem. Đi, đi. Đi bình thường nhá. À, chân cong, tay cong. Bình thường không đau đâu gì. Ừ, được rồi, được rồi. Rồi, chú xem. Tay. Tay cong. Ôi, đây, bình thường là tay như thế này à? Ừ. Ôi, tay con bị cong. Con thử duỗi ra xem nào. Không duỗi được à? Duỗi như chú xem nào. À, không được. Không biết là như thế nào nhỉ? Các bác nhỉ? À, anh em xem. Không biết là hỗ trợ xem là có... tay cháu có thằng được không? Năm nay cháu lớp học lớp 7 thì là 13 tuổi rồi. Đây được rồi con. Đi. Thì hỗ trợ. Các bác nhất là anh em xem clip mà là bác sĩ ấy, cho mình hỏi xem là cái tay của bạn này sao lại không thẳng được nhá. Ừ. Thì xem hộ nhất là những anh em nào xem là bác sĩ ấy, thì là xem hộ tay bạn Bình. Bạn Hiếu này là bị cô giáo bảo là sao không biết được chứ, tay nó bị mềm bị lửa bỏng à? Không phải đâu, cũng chưa xem người giảm, cũng chưa xem. Thế là bạn Hiếu này là bị từ năm 3 tuổi à? Ừ, bị từ lúc 3 tuổi ra thì nó tự nhiên nó có bị sốt gì không? Không. Bị ốm gì không? Không. Tự cong á? Nó tự cong này. Kiểu đi học thì cũng không để ý, cũng không nhớ, nhưng mà cô giáo bảo là về cầm nhà phải dạy không cầm nó được. Viết. Kiểu nó tay nó run run, nó không thế bây giờ thế bây giờ đi học thì viết thế nào? Bây giờ viết được không? Viết nhưng mà viết tạm rồi. À. Còn đúng rồi, cái tay nó không thẳng được, em xem rồi. Còn đọc chữ thì vẫn đọc được, viết thì không viết được. Em đây này. Rồi. Nó chẳng ấy cả. Đi khám chưa? Đi khám bệnh viện Hà Giang, bác sĩ bảo là phải cho xuống Hà Nội. Cho một bổ nẹp để kẹp cho nó để thả. Mình đã nghèo quá, không có tiền, mình không đi được. À, thì bảo lâu chưa? Được là cách đây 2 năm. 2 năm rồi. Bị anh cho lưng nhá. Đây. Đây anh ông anh cả đầu gối nó không thế. Đây là bạn gì nhỉ? Bình. Hiếu. À. Hiếu đây. Ừ. Đây Bình đang cõng em. Đấy. Ở dưới thành phố mình nghe tầm này còn đang gọi về ăn cơm. Đúng rồi. Nhìn. Đẹp trai nhá. Trộm vía mấy anh em này đều đẹp trai, bởi vì bố mẹ đều rất là xinh gái đẹp trai. Ngày xưa chắc là chị xinh lắm đấy. Không, cũng không xinh. Đẹp trai như người Hàn luôn này. Bạn Bình này. Tiếp tục. Nóng lên rồi đấy nhỉ? Ừ. Cái lò bên kia là để nấu ấy á, nấu cám à? Ừ, đúng rồi. Cám à. Khi nào nấu rượu thì nấu rượu. À, ừ. Tức là nấu nhiều hơn.
này nó rất là chân nó cũng đi khó. Hiếu nè. Nó lớp 7 nhưng mà nhìn vẫn còn bé lắm. Đi chơi đi. Đi nhẹ nhẹ thôi cho em ngủ. À, xin chào tất cả các anh em, xin chào các bác nha. Thì hôm nay thì mình có đi qua trên đường quốc lộ 4C thì mình cũng có ý định là chinh phục cái ngọn nhà, cái ngôi nhà mà ở trên đỉnh cao nhất trên này. Thì nhưng mà trên đường lên ấy thì tình cờ lại gặp em Việt. Thì đúng luôn cái nhà mà Việt, thế là Việt dẫn đến nhà của Việt. Thì vào trong nhà của Việt này thì mới biết là hoàn cảnh của nhà Việt cũng là cái ngôi nhà cao nhất của nóc nhà của Minh Tân này luôn. Nhưng mà lên đây thì mới biết là cái điều kiện của gia đình Việt cũng rất là khó khăn. Bố Việt là anh Thế. Thì và chị Gia là hai vợ chồng. Anh Thế là sinh năm 1980, còn 80, còn chị Gia là sinh năm 85. Nhưng mà hai vợ chồng này thì lại rất là đông con. Anh hai vợ chồng có 6 đứa con. Trong khi đó hai đứa cả thì đã 21 tuổi. Đứa thứ hai là 22 tuổi. 20 tuổi thì đã đi lấy chồng và cũng đã có con riêng rồi. Thế nhưng mà anh Thế lại và chị Gia lại vỡ kế hoạch thì lại sinh ra một cậu con trai nữa, út, là vừa đầy tháng 2000, tháng vừa sinh vào tháng 1 2023. Thì lên đấy thì mới biết là hiện tại thì gia đình của anh chị cũng rất là khó khăn. Anh Thế thì theo anh kể thì là Việt được 2 tuổi thì anh Thế đi làm nương thì bị đá kẹp mất cái chân trái đầu, thì sau đó phải bị cắt cái đoạn từ khớp gối trở xuống. Hiện tại anh đi nạn, anh không làm được cái việc gì hơn là loanh quanh ở nhà nấu cơm và làm những việc rất là nhẹ thôi, bởi vì chân anh không đi lại được. Thế là Việt là sinh năm 2007, thì bây giờ lại trở thành lao động chính của gia đình, bởi vì là mẹ thì mới đẻ em, sinh em bé, thì bây giờ là Việt đã bỏ học từ năm lớp 6 rồi và phải đi làm. Thế nhưng mà đi làm thì do Việt cũng chưa đủ 18 tuổi nên rất ít khi có chỗ nào nhận làm. Việt thì làm những cái việc như là bưng bê, làm trong cái quán thôi, thì là cũng làm được 2 năm rồi. Nhưng mà làm 2 năm nhưng mà cũng không đều được, bởi vì là theo anh Thế kể thì là Việt lại vẫn phải về nhà giúp đỡ bố mẹ làm đường liên thôn, đổ bê tông, và Việt cũng đã tham gia làm, thì thế là cũng phải nhất quán ở các quán đấy. Thì từ sau Tết quay trở lại đây thì các nhà hàng thì cũng chưa đông khách và Việt cũng chưa quay trở lại được công việc.
Thì đấy thì cũng tình cờ là hôm nay mình có lên có ý định lên nhìn rất là nhiều lần qua cái đường này rồi. Nhưng mà mình cũng nói là sẽ có một ngày mình sẽ thử chinh phục cái ngọn nhà cao nhất của Minh Tân hay không. Thì lên đến đây thì cũng tình cờ gặp Việt ở dọc đường đó, thì đấy dẫn lên thì mới biết là cái nhà Việt cũng là cái nhà cao nhất thật, cao nhất, và cũng gặp rất là nhiều khó khăn trong cái trận mưa năm ngoái thì vừa rồi ấy, thì đã làm đổ cái tường của nhà anh Thế rất dài, và cái tà luy theo dự đoán của mình thì với cái nền đất đấy thì sẽ rất là dễ là bị sạt tiếp. Thì anh ấy cũng có ý định là sẽ di chuyển nhà sang phía bên kia, mình thấy cũng hợp lý thôi. Thì bà con cô bác và các chú các dì các anh xem clip của Phúc Bang thì nếu có tình cờ xem được thì nếu có tấm lòng hảo tâm thì hãy liên lạc với kênh Phúc Bang, thì Phúc Bang sẽ làm cái cầu nối để hỗ trợ gia đình em Việt cũng như là anh Thế chị Diê để vượt qua những cái khó khăn, bởi vì hiện tại thì vợ anh ấy đã không làm được rồi và không làm được việc nặng rồi, còn chị thì cũng vừa đầy tháng, sinh em bé đầy tháng, em thứ 6 thì cũng chắc cũng không làm được gì nhiều. Thì kính mong là bà con cô bác và các anh chị xem được clip trên kênh Phúc Bang thì hỗ trợ gia đình để gia đình bớt khó khăn hơn. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các anh chị, các anh em và các bác cô dì trên mọi miền Tổ quốc, cũng thậm chí là các kiều bào ở nước ngoài. Nếu tình cờ xem được thì cũng kính mong là giúp đỡ gia đình anh Thế chị Diê. Vâng, xin cảm ơn.